Chân mắc võng phải không? Đây. Phạm đoán chứ còn ai nữa. Chù. Lưới chù đậu. Hấp diêm. Ôi nhưng mấy cây thanh hà chú để lại lâu nay vẫn vơ được ít đấy chú ạ. Hoa đẹp phết rồi này. Ít thanh hà của chú để lại vẫn vơ được ít. Đây tao nhìn vẫn thấy nó có hoa đây. Đâu có, mình để lại vụ này thôi. Năm nay nó mất mùa, hy vọng nó đắt thì để lại kiếm được ít. Cần gì phun lắm đâu, vải này làm gì chú phải phun nhiều đâu. Thế loạt thanh hà con này vẫn có hoa đây. Cây nào có hoa thì để. 5 triệu thì nó không dám mua là phải rồi. Lên nhà bà ô không hết đi chú đi. Giả với ai ở đây? Đi, lên đây đi. Đi lên đấy. Ghét gì nó đang mong có người chơi ý. Việc gì? Tay con tự dưng nó buốt hết cái khớp rồi này. Không làm ăn được gì luôn. Đau. Cả ngón cái này không làm gì, cả cái cánh tay này không làm gì luôn. Thế nhưng mà đến lúc nó chạy chuyển chỗ khác lại làm bình thường. Nó còn đang bôi thuốc nó lại hết. Tối này pha cái dầu xong mai nó lại chuyển chỗ khác này. Bị từ hôm kia rồi. Đây là cái cảm giống như là đấy, nhưng mà cái kim nó chặt buốt lên. Buốt lắm, buốt hết trong xương. Đấy, như thế nhưng mà một vài hôm nó lại chạy chuyển chỗ khác. Mà nên đã kiểu hôm nay để vẫn xây chuồng gà đấy nhưng mà tay đau không làm gì được. Xây chuồng gà. Mà